À, xin chào các bạn, mà sản phẩm Zenfone Go TV để có thể vẽ ứng dụng trên màn hình khóa để mở ứng dụng thì trước tiên mình có thể vào phần cài đặt, vào cài đặt rồi chọn Zenmotion, rồi mình chạm bật phần thao tác chạm, sau đó chọn vào phần này. Rồi tương tự mình sẽ sử dụng là chữ C vẽ camera và chữ Z mở ứng dụng với thư viện. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tương thao tác trước là chạm hai lần để tắt màn hình, sau đó mình thấy chữ C, máy sẽ tự động mở ứng dụng để sử dụng. Đây, camera tương tự mình thấy vẽ chữ S, này cũng sẽ mở được cái ứng dụng tương tự với trên màn hình hiển thị. Xin cảm ơn các bạn.